Rushby. Nå, er vi der, eller er vi der? Ôi, em phải... Em thấy anh làm gì không? Có, em nhìn thấy cái xác của anh ngay dưới kia rồi. Ừ, anh bay cái bà nó xuống. Ngu vậy luôn. Và một thêm thanh niên nữa, ngu người chứ mọi người, con bé đó. Ô, hai con tay gặp nhau rồi này, khỏe không người anh em? Em vào sau. Why the fuck you lying? Khốn nạn đâu chịu được. Hey, surprise motherfucker. Đến lượt anh. Em ấy. Không em hết rồi mà. Anh hết rồi. Oh shit. Ai đây? Hoa, anh bảo. Đây này. Cái này. Ra đây. Nhìn anh này. Anh muốn lồn đây. Nhìn này. Chú sang bên kia, đứng bên kia. Sang bên kia. Sang cửa bên kia. Nó nhìn thấy em rồi. Đây anh bị bên anh kéo vào chứ phẩu nó. Chuột phải incoming. À ông em còn có cả bom choáng nữa, flashbang. Ừ, flash sang. Anh kéo nó vào xong flash để nó ra. Ơ điệt mẹ là đúng con này. Ô kìa 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 con bên. Em ơi, có tăng tàu khựa. À. Giết tàu khựa. Cái đéo này mà xảy ra vậy. Anh đéo hiểu nó bay ra ra play anh. Ôi nó bắn đau thế. Đau mà. Đau phải sao vậy chứ. Nó bắt ulti. Ok, bà đó không giết thằng nào. Sao em vô dụng thế hả em? Em vô dụng mà. Hello. Surprise, con biết. Chẳng lẽ mình ta thứ tao hả? Cấm mồm. Tại sao? Cấm mồm. Nè chú bà. Yeah. Mà anh vẫn đang ở spawn này, anh chả hiểu anh hét thêm gì. Team mình đâu? Team mình ở đâu? Team mình đang làm gì? Đấy, đùa đây. Đùa tao. Đi con mẹ. Sao Genji nó đánh hay thế mà Genji bên mình đánh như cướp thế em? Anh nói em đúng không? Anh khấy đẻo em đúng không? Đúng rồi, để anh đèo nói đẻo rồi anh nói thẳng trước mặt luôn em là edit mà em đánh ngu chó em. Ê, anh em thế nào chơi? Anh em gì với nhau? Đúng là chị em đi coi mẹ cái gì nhỉ? Chị em xin chọn. Nó là cứt đái. Yeah, 60 giây rồi anh mình thắng chắc rồi. Chị bắn nè. Có mẹ mày bắn nữa nè. Bố tách mày bắn. Ui dồi ôi. Em ơi, cái gì được hiếp ai? Điều cứu anh. Em phải là thằng chết chứ. Em chết rồi. Hanzo nó hiếp. Em biết tại sao em chết không? Không. Bởi vì em ngu. Thắng rồi. Nhờ anh chơi điểm đấy. Yeah. Buku. Ê, pet vô học này. Ờ, các bạn hãy unlock. Đéo biết phát được từ đâu. Unlock. Cái gì ơi? Bẫy à? Tưởng bố mày ngu á. Ôi đúng rồi, bố mày ngu lắm. Đúng rồi, chạy. Xe máy. Ôi xe máy, tao chạy xe máy. Nó đuổi ai? Điệt. Em chết ngu như một con đĩ em ạ. Anh xem lắm ở giữa năm tầng em kiểu bố mày đây. Xe tiếp vẫn lấy được. Rồi thắng rồi, thắng rồi, đẩy tiếp đi. Đẩy mạnh vào, đẩy. Em chạy quanh cái xe, em chạy quanh cái xe. 3m thôi. 1m nữa là 2m rồi. Thôi sao? Đẩy nè. Anh đéo sao anh đập mẹ mà tưởng. Đéo hiểu sao còn một tẹo nữa rồi không đẩy được. Sao con này đứng đây này? Ủa con điên. Ôi, bố đứng lên xe đấy, mày làm gì được bố, con lìn nè. Ôi, ulti, ôi, mẹ, anh trốn được ulti của thằng kia. Oh yeah, ulti team mình, lên anh em ơi, lên luôn. Cứu, có bé ơi cứu, ai đó cứu hàng. Lên xe đi. Cảm ơn. Oh shit. Em đẩy lại cái đạn băng của con mây. Ô đen. Mẹ cái xe nó có cái tường bằng băng trước em ạ. Đẹp trai luôn mẹ. Ê em đẩy lại được cái đạn cái tuyệt chiêu kéo người nó. Sao em không đẩy được? Em đẩy được. Kéo vẫn trúng. Em đẩy được lại thật. Em đỡ được luôn ấy.
À đù, hay lắm. Thế thì anh biết tại sao nhiều khi anh kéo trượt rồi. Xong. Anh tưởng anh kéo. Xong. Con mẹ cái red. Xong. Xe đang đi, xe đang đi, xe đang đi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Thắng đi, em vừa thua hai trận rồi, em không chịu đâu. Em không ăn đi, còn mẹ còn chó. Thua rồi. Yeah. Mẹ 4 phút 20 giây ngồi trên xe. Điểm làm. À, điểm như thế nào? À, điểm làm. Như thế nào? À, điểm làm. Là điểm như thế nào? Em biết điểm như nào nhưng mà điểm làm. Điểm lắm á. Bú cu đi. Không bú đâu. Không bú à. Không bú đâu. Cho chọn lại lần cuối, bú đề. Ok, bú anh ở đâu? Đéo cho, hết cơ hội rồi. Em xuống dưới đi em, tại sao em đứng trên này như một con điếm thế? Sôi động với luôn. Không biết xác em mà bay đít mà nửa mét. Kinh vậy rồi. Trượt mẹ kìa, em xuống solo nó đây. Ui. Nó kéo em vào, xong nó cầm shotgun bắn em lúc đấy em kịp bắn nè. Xong đặt. Chết mẹ luôn. Đúng rồi. Ui giời ơi. Ôi, mày quá chạy được. Chết mẹ thằng chó. Mẹ. Bắn đi. Nhưng mà anh dự là anh em thắng rồi. Thắng chắc chắn 100%. Chê chê. Thua trận em cắt chim. Việt Nam điểm danh. Xin cảm nhận. Anh em lên đây, lên đây. Thấy cái đèn đấy không? Anh em sửa chim. Ấm vai em ơi. Bít nó nóng nóng lên. Người ta thường thường qua mắt. Người ta làm ấm tay đúng không? Chúng ta làm ấm bít. Địt mẹ mày. Bỏ mẹ rồi. Đạt. Cái bọn này chơi ngu thế nhỉ. Em lên nhảy vào ulti không nhỉ? Đã thành công rồi. À, tôi cũng bình thường. Như cái ai đó giết luôn. Ai đó giết luôn Widowmaker luôn rồi. Cảm ơn. Chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Ok, cảm ơn. Chó im. Nó im thật kìa. Nó im thật kìa. Có anh rơi mẹ cầu thang rồi. Đâu. Ui mẹ game mày. Dã man vãi lồn. Em nhìn thấy anh bay ra. Em xem QK mới thấy anh bay ra ngoài. Em thích cái màu vàng này, nhìn nó kiểu trẻ trung. Thằng Roadhog này còn nó khoe cái bụng nhìn kinh quá cả đái luôn. Công nhận. Have fun.